Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Kẻ lang thang là một con rối theo đúng nghĩa đen. Bi kịch cuộc đời của anh ấy do một tay Dot Toy, quan chấp hành Fatui tạo ra. Có thể nói cái sự căm phẫn của kẻ lang thang với Dot Toy là vô cùng lớn. Nhưng kết quả của mối thù này thì vẫn phải đợi theo dòng cốt truyện chính còn khá lâu nữa. Vậy thì ngoài cái sự thù hận với Dot Toy ra thì kẻ lang thang còn có những bí mật gì mà các bạn chưa biết hay không? Trong video này thì Bảy sẽ tổng hợp lại 10 điều bí mật của kẻ lang thang có thể mà bạn chưa biết. Giờ đây chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Trước khi đến với kẻ lang thang, các bạn đừng quên để lại cho Bảy xin một like cũng như kéo xuống một chút thôi. Anh em ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Giờ thì intro nào. Số 10. Xuất thân. Kẻ lang thang không phải là người. Có lẽ đây không phải là cái điều gì bí mật với những người chơi chúng ta cả. Anh được lôi thần tạo ra để tìm kiếm một con rối hoàn hảo cho cái sự vĩnh hằng. Nhưng tiếc rằng anh ấy lại là cái bản lỗi bị ruồng bỏ. Có thể nói rằng lôi thần chính là mẹ của kẻ lang thang và con rối lôi thần hiện tại ở thiên thủ các ấy, bây giờ là em của kẻ lang thang. Nếu nghĩ theo một cái hướng tích cực thì kẻ lang thang cũng có xuất thân hiển hách phết đấy chứ. Số 9. Biến cố cuộc đời. Kẻ lang thang đã sống rất nhiều năm, theo cốt truyện thì anh ấy ít nhất đã sống được 120 năm kể từ khi mà được tạo ra. Trong suốt quãng thời gian dài như vậy đã có vài biến cố to lớn biến kẻ lang thang từ một con rối tốt bụng trong sáng trở thành kẻ điên cuồng trả thù và cuối cùng là làm lại từ đầu. Đầu tiên chính là bị người tạo ra mình ruồng bỏ, sau đó được người thợ rèn tại làng Tata Rasuna tìm thấy và nhận nuôi. Đây là ngôi làng có cái lò luyện to đùng ở giữa map đấy các bạn. Sau đó thì ngôi làng đã xảy ra biến cố kinh khủng dẫn đến sự hiểu lầm của kẻ lang thang. Khi người tìm thấy anh lại chính là kẻ gây ra biến cố của làng. Nhắc lại với anh em thì đây chỉ là hiểu lầm thôi nhá. Sau đó anh ấy lại gặp một cái cậu bé bị bệnh ở bờ biển. Lòng tốt trỗi dậy, anh ở cùng với cậu bé đó. Nhưng bệnh tật đã khiến cho cậu bé đó ra đi vĩnh viễn. Kẻ lang thang thì lại phải chịu thêm một cái đả kích từ cái việc bị bỏ rơi. Cuối cùng anh ta đến với Snehaja, bắt đầu cái hành trình con rối của mình tại Fatui và trở thành con rối đúng nghĩa đen cho Dot Toy. Đây là toàn bộ quá trình hắc hóa của kẻ lang thang. Số 8. Quan điểm về 11 vị quan chấp hành Fatui. Kẻ lang thang ở trong Fatui một thời gian rất dài. Qua nhiều năm tháng, anh ấy đã có những cái nhìn tổng quát về tất cả bọn họ. Về Pero, ông ấy là di dân từ vương quốc sụp đổ Caria, rất ít giao tiếp với người khác, kể cả là Fatui nhé. Về Capitano, ông ta là một người ngay thẳng, chính trực, người có sức mạnh đỉnh cao nhất của Fatui. Nhưng cái sự ngay thẳng tuyệt đối này thì cũng chính là một sự nguy hiểm tiềm ẩn với Fatui. Về Dot Toy, hắn ta là một tên đáng chết ngàn lần. Đó, chỉ ngắn gọn như vậy mà thôi. Về Columbina, cô nàng này thì luôn có vẻ ngoài là vô tư này và ngây ngô. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, che lấp cái sự rùng rợn bên trong của cô ấy. Về Alexino, cô ta là một kẻ ngụy quân tử, ra cái vẻ đạo mạo. Tất cả sự thân thiết ở bên ngoài đấy chỉ là diễn để phục vụ cho cái mục đích khống chế người khác mà thôi. Về thị trưởng Pusinella, ông ta là một kẻ luôn nắm top điểm yếu của kẻ khác, đặc biệt là thích khống chế người thân của họ. Chỉ có chi rẽ thì mới cảm thấy ông thị trưởng này đối xử với anh ta một cách chân thành mà thôi. Về Sandron, cô ta là một kẻ có tính cách ác liệt, không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài cái nghiên cứu của mình. Nhưng dù vậy thì cô ta cũng chỉ làm ra toàn những thứ phế phẩm mà thôi. Về Pantalon, hắn ta là quá cố chấp với cái gọi là giao dịch công bằng, nhưng toàn có những cái suy nghĩ phi thực tế và ảo tưởng. Đặc biệt là còn hợp tác với cả Dot Toy thì chắc chắn là sẽ chả có kết cục gì tốt đẹp đâu. Về Chi Rẽ, đầu óc ngu si, tứ chi không phát triển, tổng quan yếu, làm kéo cả tập thể đi xuống. Về Signora, chỉ là một đống tro không có tương lai, tôi chả có hứng thú gì với cô ta cả. Số 7. Trái ngược hẳn với lôi thần. Kẻ lang thang được MiHoYo thiết kế có những cái chi tiết rất nhỏ hoàn toàn trái ngược với lôi thần. Từ thiết kế diện mạo này, có những cái điểm nhìn tưởng giống nhưng nó lại hiển thị trái ngược với thiết kế của lôi thần. Còn trong tính cách, lôi thần thích đồ ngọt thì kẻ lang thang thích đồ đắng. Anh ta cực kỳ ghét mấy đồ ngọt, ám chỉ đến cái món yêu thích Dango ba màu của lôi thần đấy. Ngoài ra thì mỗi khi trời có sấm chớp, kẻ lang thang sẽ nói là thật phiền phức. Cũng trong một tình huống khác, khi mà có tuyết rơi thì kẻ lang thang sẽ nói rằng là
cùng một tạo vật nhưng lại có hai số phận khác nhau, ám chỉ về bản thân của mình và con rối hiện tại ở Thiên Thủ Các. Số 6 là về Yamiko. Kẻ lang thang thì không mấy có thiện cảm với nàng cáo. Đối với anh ta, Yamiko chỉ đang cố lấy lòng của thần linh, thế nên mới giả bộ giúp nhân loại mà thôi. Thật ra ấy, à ta chỉ đang muốn tìm kiếm cái niềm vui cho bản thân mình. Có lẽ cái nhìn không mấy thiện cảm này của kẻ lang thang bắt nguồn từ cái sự cố của làng thợ rèn, nơi có lò luyện nguyên tố khổng lồ năm ấy. Khi mà anh đã đến tìm Yamiko xin giúp đỡ, nhưng rất tiếc rằng là mọi thứ đã không thể vãn hồi rồi. Số 5. Sự cố của làng thợ rèn. Từ đầu đến giờ thì chúng ta đã nghe rất nhiều về sự cố của làng thợ rèn. Vậy thì nó là cái gì? Ai là thủ phạm? Khi mà nhà lữ hành đặt chân đến Inazuma, khu vực lò luyện vẫn tràn ngập nguyên tố lôi. Đi vào thì có thể gây mất mạng. Nhưng mà ít ai biết được rằng ngôi làng đó trước kia chính là một làng thợ rèn vang danh của Inazuma. Kẻ lang thang được một chủ nhân của gia tộc thợ rèn tìm thấy, nhận nuôi, dạy anh ta cách làm người. Cho đến khi Dottoi đến, hắn ta ban đầu giả vờ là giúp đỡ làng thợ rèn để che đi cái mục đích là thí nghiệm của mình. Cho đến khi biến cố xảy đến, lò luyện thì bắt đầu gây ra cái sự chết chóc hàng loạt cho người dân của làng. Lúc đó thì kẻ lang thang đã phải tự mình trở về Thiên Thủ Các, nơi mà anh ấy ghét nhất, để tìm kiếm cái sự giúp đỡ của lôi thần. Rất tiếc rằng lôi thần thực sự đang ở trong Nhất Tâm Tịnh Thổ, còn con rối khi đó thì từ chối toàn bộ những lời xin gặp từ kẻ lang thang. Sau cùng anh ấy đã phải dùng đến chiếc lông vũ bằng vàng để xin gặp Yamiko, mong cầu cái sự giúp đỡ. Khi mà biết chuyện thì Yamiko đã sắp xếp nhân lực đến làng để giúp đỡ. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, kẻ lang thang mất tích, người nhận nuôi anh ấy thì coi như là kẻ phản bội và đã chết rồi. Ngôi làng bị bỏ hoang từ đó và hiềm khích của kẻ lang thang cũng ngày một lớn. Số 4. Trái tim của kẻ lang thang. Có hơi lạ đúng không? Tại sao mà con rối thì lại có trái tim cơ chứ? Nhưng thực sự ấy, sau biến cố của làng thợ rèn, kẻ lang thang đã được một trái tim mới do chính Dottoi kế ghép. Anh ấy hoàn toàn không biết đó là trái tim của ai. Cho đến khi đi vào cây thế giới thì mọi chuyện đã rõ ràng. Đó chính là trái tim của người đã dẫn anh ấy về nhận nuôi. Người đó bị vu là kẻ phản bội tại làng thợ rèn. Nhưng qua câu chuyện truyền thuyết của Kazuha thì các bạn cũng đã rõ rồi. Ông ấy bị vu oan và bị giết chết. Từ khi biết được sự thật từ cây thế giới, kẻ lang thang chỉ muốn băm tên Dottoi thành hàng trăm hàng ngàn mảnh mà thôi. Số 3. Về nữ hoàng băng giá. Kẻ lang thang cảm nhận được rằng đằng sau vẻ dịu dàng, xinh đẹp, hiền lành, bác ái thì nữ hoàng băng giá đang có một cái ưu phiền nhất định nào đó. Giống như cô ấy đang cố gắng là chuộc lỗi cho những hành động sai trái của mình trước đây tại Caria. Đây có phải là một cái sự ăn năn hay đây là một bước chuyển cho một kế hoạch to lớn nào đó? Không ai biết cả, chỉ đợi đến khi mà chúng ta tập hợp đủ 7 Gnosis của 7 vị thần thì bức màn mới được vén lên. Ai là địch, ai là bạn, khi đó thì mới rõ ràng. Số 2. Về Nahida. Kẻ lang thang hoàn toàn rõ ràng rằng tại sao Nahida lại giữ mình lại. Phần lớn thì là do cuộc đối thoại với Dottoi. Nahida biết rằng anh ấy còn có giá trị để lợi dụng. Tiếp theo là cái sự nhân từ của Thảo Thần, và cũng có thể là cảm nhận được cái sự cô đơn tương đồng trong suy nghĩ của kẻ lang thang. Đó không phải là suy nghĩ gì nó ác ý cả. Nhiều khi ấy, cái sự thật nó luôn thô thiển như vậy mà thôi. Và kẻ lang thang thì cũng đâu phải là một người tốt lành gì. Số 1. Vision. Vào thời khắc anh đối đầu với chính vị thần được tạo ra từ bản thân của mình, một cơn gió đã quét qua, mang theo những ký ức bị vùi sâu trong quá khứ. Từ làng thợ rèn này, từ đứa bé ốm yếu này, từ những điều đơn giản khi xưa, kẻ lang thang đã nhìn tất cả và quyết định chấp nhận nó chính là một phần của bản thân mình. Tất cả mọi thứ hóa thành hư vô, chỉ còn lại một chiếc Vision hạ xuống, lấp lánh như muốn hỏi, người có tâm nguyện mãnh liệt như thế thì có còn được xem là không có trái tim hay không? Trên đây là 10 điều có thể bạn chưa biết về kẻ lang thang. Còn có rất nhiều những bí mật thú vị khác về anh chàng này, như con rối nhỏ của anh ấy luôn mang bên người, hay là cái chiếc mũ mà anh ấy đang đội, vân vân. Nhưng có lẽ là hẹn các bạn trong video khác. Dù rằng nhiều bạn có cho rằng MiHoYo đang tẩy trắng kẻ lang thang, nhưng xét về nhiều khía cạnh, bởi thế anh chàng này là một người đáng thương hơn đáng trách.
Các cụ nói rồi thì đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Hoàn cảnh xô đẩy đã dẫn đến một cuộc đời đầy bi kịch. Trong cuộc sống hiện tại của chúng ta thì đâu thiếu những cái người có quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng họ vẫn đang cố gắng sống cho hiện tại, vẫn đang cố gắng từng ngày để cho cuộc sống của bản thân họ và của gia đình họ nữa, cố gắng thay đổi những cái nhìn tiêu cực của hàng xóm láng giềng về bản thân. Những tấm gương cụ thể thì rất nhiều, vì vậy chúng ta hãy cho họ cơ hội để có thể chứng minh, cũng chính là cho bản thân một cơ hội để xây dựng cái niềm tin rằng xã hội này thì còn rất nhiều những cái điều tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bảy xin gửi lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.